Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với Microsoft Access ở trong phần 2 của bài học. Trước hết xem xét khái niệm về Microsoft Access là gì? Thì Microsoft Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép là tạo ra các cái cơ sở dữ liệu quan hệ. Microsoft Access sẽ cung cấp cho chúng ta các công cụ cho phép là thiết kế các bảng tạo dữ liệu và cập nhật dữ liệu, liên kết giữa các bảng, tri vấn cơ sở dữ liệu để trích xuất thông tin, tạo biểu mẫu hoặc để xem hoặc là cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo thống kê dữ liệu. Xem xét các thành chức năng của Microsoft Access, thành chức năng Create sẽ cung cấp các cái tùy chọn để cho phép là tạo ra bảng biểu mẫu, báo cáo, tri vấn thì trong này chúng ta lựa chọn tab create và nhóm đầu tiên đó là liên quan tới bảng thì cho phép là thêm bảng và những cái chức năng khác nhóm thứ hai là thiết kế form và nhóm thứ ba là liên quan tới các reports tức là các báo cáo và cái nhóm khác là liên quan tới các query Wizard, query design macro thanh chức năng tiếp theo đó là external data thì external data sẽ cung cấp các tùy chọn cho phép nhập hoặc xuất dữ liệu ra các nguồn khác và có thể chọn phần import để đọc dữ liệu và import dữ liệu từ Asset, excel, SharePoint, vân vân có thể chọn group export có nghĩa là cho phép chúng ta sẽ xuất cái dữ liệu ra excel, SharePoint, vân vân và class data tức là cho phép là tập hợp cái dữ liệu có thể tạo ra email cũng như là quản lý các cái trả lời ở trong email thanh chức năng data tools thì data tools sẽ cung cấp cho chúng ta các công cụ cho phép quản lý cơ sở dữ liệu như tạo liên kết bảng thực hiện truy vấn vân vân thì trong phần macro thì chỉ có thể tạo ra macro cũng như là thực hiện macro ở trong sau n 2 thì sẽ có thể tạo ra các mối quan hệ giữa các bảng cũng như là xác định cái các cái phụ thuộc đối tượng trong phần analyze tức là phân tích thì sẽ thực hiện các cái hoạt động về phân tích dữ liệu và dịch chuyển dữ liệu tức là di chuyển dữ liệu sang sql server hoặc là sang một cái cơ sở dữ liệu HSS Và đây là hình để xác định là bảng điều khiển Navigation Pen. Ở trong này thì cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh ví dụ như là truy cập tới các cái kiểu đối tượng hay là hiển thị tất cả các đối tượng hiện đang truy cập và sẽ xuất hiện danh sách các cái bảng hiện có ở trong cơ sở dữ liệu có thể lựa chọn các cái tab khác như là query, form, reports, macro, modules. Để có thể tạo một bảng ở trong Microsoft Access thì chúng ta sẽ thực hiện thứ nhất là tạo bảng mới, sau đó bổ sung các cái thuộc tính vào cho bảng, chỉ định các cái thuộc tính khóa tức là primary key và xác định tên các cột kiểu dữ liệu kích thước dữ liệu các quy tắc nhập liệu ở cho các cột này ví dụ về tạo bảng nhân viên với các định nghĩa cho các thuộc tính thì bảng nhân viên sẽ mô tả đây là tên của bảng sau đó xác định tên của các cái trường hay là tên của các thuộc tính ở trong bảng nhân viên ID nhân viên, họ nhân viên, tên nhân viên, năm sinh, địa chỉ, giới tính, lương và phòng. Mô tả kiểu dữ liệu cho các cái thuộc tính này. Đây là auto number là giá trị sẽ tự tăng, giá trị số tự tăng và short text văn bản ngắn văn bản ngắn kiểu Day time là kiểu ngày tháng năm short text văn bản ngắn và kiểu giới tính là lựa chọn Z yes or no, tức là kiểu luận lý mang giá trị yes hoặc là no. Về lương là currency, là kiểu tiền tệ và short test là cái văn bản ngắn. Ở đây thì có thể xác định là ID nhân viên là trường khóa chính. Thì khi thiết lập trường khóa chính thì chúng ta sẽ thấy biểu tượng hình chiếc chìa khóa như thế này ở bên cạnh của ID nhân viên. Tiếp tục thêm các cái bảng ghi vào ở trong các bảng thì chúng ta có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào khi mở bảng và sau đó là chỉnh sửa dữ liệu cũng như là nhập trực tiếp dữ liệu ở trong này. Thì chúng mở bảng nhân viên và bắt đầu là nhập trực tiếp và chỉnh sửa các cái nội dung ở trong bảng nhân viên. Khi đã tạo xong các bảng thì có thể xác định các liên kết giữa các bảng, lựa chọn thành chức năng database tools relationship để tạo liên kết giữa các bảng và thiết lập các cái thuộc tính liên kết ở trong cái cửa sổ edit relationship. Ở đây là ví dụ. Trong cái cửa sổ edit relationship thì lựa chọn bảng phòng ban và nhân viên. Ở trong phòng ban sẽ sử dụng mã phòng ban trong nhân viên sử dụng phòng và hai cái cột này sẽ có cái ràng buộc với nhau. Phòng sẽ đóng vai trò đó là khóa ngoại và mã phòng ban sẽ đóng vai trò đó là khóa chính. Và có thể thiết lập các cái thuộc tính cho liên kết như là Enforce Reference Integrity, Cascade Update Relate Related Fields, Cascade Delete Related Records, và nhấn vào Create để tạo ra quan hệ, nhấn Cancel để thoát và thực hiện các cái chức năng khác. Khi tạo liên kết giữa các bảng thì chúng ta có thể xác định các cái quy tắc ràng buộc. Ở trong này sẽ chọn ô kiểm tra hiệu lực ràng buộc toàn vạn, tức là Enforce Referential. Integrity tự động cập nhật quan hệ Cascade Update Related Fields tự động xóa các bản ghi liên quan Cascade Delete Related Records và chúng ta lưu ý trong Microsoft Access sau khi thiết kế bảng thì ta phải tạo ra mối quan hệ giữa các bảng rồi mới nhập dữ liệu. Điều này giúp cho cái quá trình nhập dữ liệu của chúng ta đảm bảo các cái nguyên tắc và các ràng buộc giữa các bảng được uh, xác lập. Và đây là hình biểu diễn mối quan hệ giữa hai bảng là bảng nhân viên và bảng phòng ban sau khi đã thực hiện tạo liên kết và xác lập các ràng buộc giữa hai bảng này. Và mối quan hệ này là quan hệ 1 tức là một phòng ban sẽ có nhiều nhân viên và một nhân viên chỉ thuộc về một phòng ban. Kết quả thực hiện khi kích vào nút run thì chúng ta sẽ thấy trả về cái tập dữ liệu theo xác định truy vấn ở đây bao gồm là tên phòng, họ nhân viên, tên nhân viên và địa chỉ. trong phần demo sẽ tạo được cơ sở dữ liệu ở trong Microsoft Access tạo các bảng cũng như là thiết lập các cái liên kết giữa các bảng trước hết sẽ chạy Microsoft Access ở trong hộp tìm kiếm gõ Access và kích vào biểu tượng của chương trình và lúc này sẽ kích vào Blend Database để tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới và đặt tên cơ sở dữ liệu. Ví dụ làm nhân viên hay là dự án DB và kích vào Create để tạo ra cơ sở dữ liệu. Microsoft Access đã tạo sẵn cái phần nhập liệu hay là nhập thông tin cho một cái bảng và chúng ta kích vào Table 1. Sau đó lựa chọn Design View để chuyển sang cái chế độ thiết kế và nhập các thông tin chi tiết cho các cái cột của bảng. Khi thực hiện chuyển sang thì cần phải nhập vào tên của bảng, gõ nhân viên, nhấn OK và lúc này sẽ nhập các thông tin. Đầu tiên là tên của cái cột khóa chính nhân viên và xác định kiểu dữ liệu ở đây là auto number tức là cái giá trị số tự tăng tiếp theo là họ nhân viên nhân viên sử dụng là short test tên nhân viên và cũng sử dụng short test năm sinh và sẽ lựa chọn kiểu dữ liệu đây thì kích vào trong cái hộp sổ xuống để lựa chọn kiểu dữ liệu đó là Date, time và địa chỉ sử dụng shop test shop test tiếp tục là nhập giới tính và kích vào lựa chọn kỹ dữ liệu z now và lương thì sẽ kích vào lựa chọn kỹ dữ liệu currency đó là tiền tệ và phòng thì sẽ kích vào sử dụng đó là short test khi nhập vào các trường thì chúng ta có thể là thiết lập các ràng buộc cho các trường này thì trong cái phần mô tả về property tức là cái thuộc tính của trường thì xem xét ví dụ là kích vào lựa chọn họ nhân viên và sẽ lựa chọn phần require tức là yêu cầu là phải nhập thì sẽ lựa chọn đó là yes. Tiếp theo là tên nhân viên thì cũng lựa chọn yes. Cái này là bắt buộc phải nhập giá trị vào cho cái cột này. ở trong phòng thì cũng xác định đó là require yes. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể tùy chỉnh các cái thông tin cho các cái cột hay là các cái trường ở trong bảng và riêng cái phòng thì có thể điều chỉnh lại cái kiểu dữ liệu. Ở đây là có thể lựa chọn kiểu dữ liệu number để uh, bên bên trường uh, bên bảng phòng thì sẽ sử dụng mã phòng là auto number tức là cái giá trị số là tự tăng tiếp tục tạo bảng phòng ban và để tạo ra một bảng mới thì kích vào trong tab create và kích vào table sau đó có thể chuyển chế độ thiết kế là lựa chọn design view và đặt tên nó là phòng ban nhấn enter cột đầu tiên sẽ là mã phòng ban và lựa chọn auto number tức là số tự tăng tên phòng ban và lựa chọn kiểu dữ liệu soft Test. mã trưởng phòng sẽ xác định kỹ dữ liệu đó là number. Tên phòng ban thì có thể xác định số lượng ký tự ở trong tên. Ở đây là 50 ký tự thì chúng ta có thể xác định ở trong cái thuộc tính field size. Sau đó kích vào lưu để lưu thông tin của các cái bảng vừa tạo là phòng ban và nhân viên. Bước tiếp theo cần thiết lập mối liên kết giữa bảng phòng ban và bảng nhân viên. Thì trước khi thiết lập các cái mối liên kết thì chúng ta cần phải lưu thông tin của nhân viên và phòng ban. Sau đó kích vào Relationship và nhấn phím Control để lựa chọn nhiều bảng và nhấn Add để thêm thông tin vào ở trong phần thiết kế Relationship của Microsoft Access. Sau đó sẽ lựa chọn trường là mã phòng ban và bên bảng nhân viên thì chúng ta có thể lựa chọn trường đó là phòng và rê thả vào đúng vị trí của mã phòng ban. Sẽ hiển thị ra hộp thoại edit relationship và trong này thì có thể điều chỉnh tức là ở trong bảng phòng ban thì sẽ sử dụng cột đó là mã phòng ban bên bản nhân viên thì sẽ sử dụng cột đó là phòng và xác định các cái tùy chọn Enforce Referential Integrity Cascade Update Related Fields Cascade Delete Related Records và mối quan hệ đó là quan hệ một nhiều tức là one to many kích vào Create để tạo ra và nhấn OK ở đây thì chúng ta không tạo được là các cái bảng phòng ban và nhân viên đang được mở và chúng ta cần phải đóng các cái tab này lại thì mới có thể là thiết lập được cái quan hệ. Và để có thể khắc phục được điều này thì nhấn vào OK và nhấn vào Cancel. Kích vào tab phòng ban, nhấn Close và tiếp tục kích vào tab nhân viên, kích phải nhấn Close. Sau đó, rê thả phòng vào trong mã phòng ban và lựa chọn các cái tùy chọn nhấn vào create để tạo ra cái mối quan hệ giữa phòng ban và nhân viên thì chúng ta sẽ thấy quan hệ ở đây là quan hệ thông qua cái cột phòng ở bảng nhân viên và cột mã phòng ban ở bảng phòng phòng ban Để có thể nhập dữ liệu vào ở trong bảng phòng ban và nhân viên thì chúng ta lưu ý cần phải nhập dữ liệu ở cho phòng ban trước rồi sau đó đến bảng nhân viên kích phải chọn open để mở ở mở cái phòng ban ở cái chế độ nhập liệu và mã phòng ban thì sẽ không nhập dữ liệu vì đây là trường tự điền giá trị vào tên phòng ban ví dụ là phòng sản xuất 1 mã trưởng phòng là xác định một tiếp theo nhấn enter và nhấn tab sản xuất 2 mã trưởng phòng 2 nhấn enter kích vào biểu tượng save hay nhấn ctrl s để lưu thông tin sau đó kích phải vào trong phòng ba trong nhân viên chọn open để mở cái nhân viên ở cái chế độ là nhập liệu và nhập các cái thông tin họ đó là Nguyễn, tên, anh, năm sinh thì có thể kích vào biểu tượng lựa chọn năm sinh thì chúng ta có thể là lựa chọn năm sinh và địa chỉ 137 Nguyễn Thị Thập giới tính thì có thể chọn yes no nếu lựa chọn là giới tính nam và lương thì 100. Và mã phòng ban nếu chúng ta nhập một cái mã mà không có ở trong bảng phòng ban thì nhấn enter thì hệ thống sẽ báo lỗi. Và lúc này thì chúng ta cần phải nhập cho đúng là mã phòng ban phải tồn tại ở trong bảng phòng ban thì điều này là bắt buộc. Khi thiết lập mối quan hệ giữa phòng ban và nhân viên thì nhấn ok, sau đó sẽ nhập vào mã một, mã một sẽ tồn tại ở trong bảng phòng ban và nhấn enter thì dữ liệu về nhân viên đã được thêm vào ở trong bảng là nhân viên thì chúng ta có thể nhấn vào lưu Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học thì trong bài học tìm hiểu về cơ sở dữ liệu quan hệ thì bao gồm một tập hợp các đơn vị logic gọi là bảng table hay là tập thực thể relation thì khi thiết kế cơ sở dữ liệu phải thiết kế ở mức khái niệm logic trước rồi sau đó mới chuyển sang thiết kế ở mức vật lý. Và trong bài học thì chúng ta cũng đã tìm hiểu các cái khái niệm ở mức khái niệm logic, tìm hiểu về thực thể tức là entity, quan hệ relation và các cái thành phần ở mức vật lý đó là khái niệm bản. Các cái thành phần ở mức khái niệm logic là thuộc tính của thực thể attribute và tương tự ở bên các cái thành phần ở mức vật lý đó là cột column về các thành phần ở mức khái niệm đó là mối quan hệ relationship giữa các thực thể và trong các thành phần ở mức vật lý là cột chung giữa các bảng thể hiện quan hệ giữa các thực thể các thành phần ở mức logic là quy tắc nghiệp vụ business rule và để triển khai ở mức vật lý thì sẽ sử dụng đó là các ràng buộc constraint ở trong phần 2 của bài học thì chúng ta cũng đã xem xét về Microsoft Access thì đây là cái phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu rất là nhỏ gọn của Microsoft và ở mức đơn giản thì Microsoft Access sẽ cho phép là tạo các bảng lưu trữ dữ liệu, tạo liên kết giữa các bảng, tạo các truy vấn trên cơ sở dữ liệu xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn